Chào mừng các bạn đã đến với channel Jolibi Guitar. Video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết điệu disco. Phần đầu tiên là phần quạt bass. Nghĩ là nó quá là đơn giản, chỉ cần quạt xuống là xong. Nhưng mà các bạn muốn hay thì chúng ta nên quạt như thế này. Ví dụ như hợp âm la thứ có dây bass là dây 5 thì chúng ta chỉ quạt từ dây 5 xuống thôi. Đó. Rê thứ dây bass là dây 4 thì chúng ta quạt từ dây 4 xuống. Còn pha trưởng thì từ dây 6 không nói. Chứ không phải lúc nào các bạn cũng quạt từ dây 6 xuống. Ví dụ như rê thứ đi. Đó, các bạn quạt à. Nghe kỹ thì nó sẽ có phần dư, phần này. Và đôi khi nó rè rè nữa. Nó sẽ không hay bằng. Đó. Thì ở đây mình khuyên các bạn là như vậy thôi, chứ không phải mình ép buộc các bạn. Ừ, các bạn không được quạt tất cả 6 dây như vậy nha. Không, không, không. Đây là lời khuyên cá nhân mình ở phần quạt bass là như vậy. Chúng ta quạt từ dây bass trở xuống. Và thêm nữa là các bạn nhấn mạnh vào phần bass nhiều hơn phần treble. Phần bass là 4, 5, 6. Phần treble là 1, 2, 3. Đó là mình tự mình đặt ra như vậy nha. Chứ không phải quy chuẩn hay là cái gì đó là gọi là phổ thông cơ bản cả nha. Thì mình thấy nó vậy. Từ 4, 5, 6 là phần bass, 1, 2, 3 là phần treble. Đó. Và khi mà chúng ta quạt bass thì tất nhiên chúng ta phải chú trọng vào phần bass nhiều hơn. Chúng ta xuống, nó sẽ khác xuống như vậy. Xuống bass, xuống hết, khác nhau rõ ràng. Rồi, đó là phần quạt bass. Phần tiếp theo là phần lên, ở điệu này lên như thế nào. Cái thế tay của chúng ta thường là như thế này, chỉ sử dụng ngón cái với lại ngón trỏ thôi. Còn cái này, một là các bạn banh ra như vậy, hai là mình khép vô luôn, nó gọn. Đó. Thường thì chúng ta chỉ sử dụng như vậy thôi. Đó. Vậy lên á, thì chúng ta lên bằng ngón cái luôn. Mà lấy cái phần móng này nè, quẹt lên. Chúng ta sẽ quẹt lên như vậy. Và đó là phần treble. Vậy chúng ta nhấn mạnh vào phần treble, chứ không phải kéo lên. Đó. Lên từ 1, 2, 3. Cùng lắm đụng vào 4 thôi, chứ không có đụng đến 6 đâu. Đấy. Là bass nè. Bass nè, lên nè. Hai cái đó quá dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần cần phải luyện tập nhiều. Đó là cái phần chặt. Chặt ở đây thì nhiều điệu cũng sử dụng, chứ không phải riêng gì disco. Mà disco thì chúng ta sử dụng nhiều nhất. Thì có rất là nhiều cách chặt khác nhau. Có một cái cách như thế này nè. Mình thấy rất là nhiều người chơi như vậy. Nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn cách đó. Bởi vì mình thấy nó sẽ khó giữ nhịp hơn là cái cách của mình. Cách của mình thì nó sẽ lên xuống đều tay như thế này. Còn cái kia thì chúng ta phải có thời gian lấy trớn để đập vào như vậy. À, thì mình sẽ không dám nói đó là cách sai, bởi vì nhiều người chơi như vậy rất là mượt, rất là hay. Còn mình thì mình chơi không được, mình chỉ chơi theo cách này thôi, thì các bạn thông cảm nha. Chặt như thế nào đây? Thì cái tay của chúng ta nó sẽ như thế này nè. Cái nhiệm vụ của ngón trỏ nó sẽ quạt xuống các dây như bình thường thôi. Còn nhiệm vụ của ngón cái nó sẽ bít các dây lại, nó không cho các dây vang lên. Và nó sẽ nghiêng như vậy. Nghiêng nhẹ thôi, không phải nhiều đâu. Để cái phần thịt ở đây, phần thịt ở đây nó sẽ bám vào các dây mà nó sẽ không cho các dây vang nữa. Và khi chúng ta làm mạnh, làm nhanh nó sẽ có cái tiếng. Và khó hơn một tí xíu thì vẫn cái thế tay như vậy nè. Nhưng mà cái ngón trỏ này nè, chúng ta sẽ đi thẳng xuống đây luôn. Đụng vào cái phần này của đây nè. Đụng vào đây nè, đi thẳng xuống và đụng luôn. Thì các bạn cần phải luyện tập và hiểu trước đã. Hiểu là chúng ta cái đầu móng này nó sẽ ăn vào các dây đàn. Và ngón cái là nó nhiệm vụ bít các dây lại không cho vang. Chúng ta cần phải hiểu như vậy trước đã, chứ không phải là chúng ta dùng lực đập vào dây. Không dùng lực. Có dùng đi chăng nữa thì chỉ là xuống một cách dứt khoát thôi. Đó, các bạn luyện tập với mình cái kỹ thuật đó.
Thì tập không thì nghe nó nghe cái tiếng khó chịu lắm, nhưng mà khi chúng ta ghép vào điệu rồi á, chơi nhanh thì không có nghe được đâu. Sau khi các bạn đã làm quen với các kỹ thuật, bây giờ chỉ cần ghép vào điệu disco nữa là xong. Thì disco có rất là nhiều cách chơi, nhưng mà hai cách dễ thấy nhất á, là chúng ta sẽ chơi như thế này. Bát lên chặt lên, bát lên chặt lên, bát lên chặt một cách đều đặn luôn. Cái cách thứ hai thì nó có một cái nghỉ. Bát lên chặt lên nghỉ, lúc nghỉ chúng ta đưa tay xuống, lên chặt lên đó. Nhớ là khi nghỉ chúng ta vẫn đưa cái tay xuống để chúng ta tiếp tục một cái lên khác. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Cuối video thì mình có một thông báo nhỏ như thế này. Sắp tới thì mình sẽ ra video dạng này nhiều hơn, dạng hướng dẫn ngắn, chi tiết về một điều nào đó. Lý do là khi mà mình hướng dẫn một ca khúc nào đó, thì mình sẽ không đủ thời gian để hướng dẫn chi tiết cái điệu mà ca khúc đó sử dụng. Ví dụ như ca khúc sử dụng ballad thì mình không thể nào dành một khối thời gian để hướng dẫn chi tiết. Trong khi đó thì một số bạn không cần, thì các bạn thấy dài và dư. Thì một số bạn lại cần, thì mình sẽ làm riêng ra để các bạn cần có thể quay về đây để xem lại chi tiết hơn về cái điều đó. Thì đó là một cái mà mình suy nghĩ. Thì rất là mong các bạn ủng hộ việc mình đang làm.